Kính chào quý khán giả, trong đêm nay và ngày mai, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ mưa vẫn còn diễn ra trên diện rộng, tuy nhiên cường độ mưa có xu hướng giảm dần. Nhiệt độ tại khu vực này cũng có xu hướng tăng nhẹ, lên ngưỡng từ 25 đến 28 độ, có nơi còn trên 28 độ. Trong khi đó, các tỉnh Nam Trung Bộ có thời tiết tốt, mưa vẫn chỉ xuất hiện ở một vài nơi, ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 30 đến 31 độ. Xuống với khu vực Nam Bộ, do chịu tác động của nhiễu động gió đông trên cao, nên khu vực này sẽ có mưa dông rải rác vào chiều tối mai. Trong cơn dông cần đề phòng có tố lốc và gió rất mạnh. Còn ban ngày thì mây giảm và trời chuyển nắng với nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ. Trở ra với các tỉnh thành phía Bắc, đới gió đông nam tiếp tục mang hơi ẩm từ biển vào đất liền, gây mưa cho khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ trong đêm nay và sáng mai. Tuy nhiên, cường độ mưa có xu hướng giảm so với 24 giờ qua. Đến trưa chiều mưa giảm và đẩy nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ tăng lên, phổ biến trong khoảng từ 22 đến 25 độ. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc mạnh cấp 5. Còn quần đảo Trường Sa thì có mưa dông kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh, gió đông bắc hoạt động với cường độ cấp 4, cấp 5. Cuối bản tin sẽ là những thông tin dự báo chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước trong đêm nay và ngày mai.